tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Một trong những chuyện cổ tích Ba Tư được nhiều người biết đến là câu chuyện Ali Baba và 40 tên cướp. Câu chuyện như sau. Ngày xưa, nhà kia có hai anh em. Anh là Cát Sim, giàu có, và em là Ali Baba, nghèo khó. Ngày kia, Ali Baba vào rừng đốn củi, tình cờ nhìn lén thấy 40 tên cướp vào một cái hang bí mật, âm thầm theo dõi. Chàng học được câu thần chú mở cửa hang, vừng ơi hãy mở ra, và đóng cửa hang, vừng ơi hãy đóng lại. Đợi cho bọn cướp bỏ đi, Ali Baba vào hang và thấy đó là một kho tàng đầy vàng bạc châu báu. Khôn ngoan và thận trọng, chàng chỉ lấy một số vàng đem về nhà. Từ đó, Ali Baba trở nên giàu có. Người anh là Cát Sim biết được bí mật của kho tàng, cũng đến hang và lấy thật nhiều của cải vàng bạc. Nhưng vì lòng tham đã làm cho anh ta mất trí khôn, nên khi trở ra, anh ta quên mất câu thần chú, đành bị nhốt trong hang và bị bọn cướp giết chết. Ali Baba vì khôn ngoan, về sau đã diệt trừ được bọn cướp và sở hữu trọn kho tàng. Chìa khóa để mở cửa kho tàng trong câu chuyện không chỉ là câu thần chú, nhưng còn là sự khôn ngoan nữa. Phụng vụ lời Chúa hôm nay đề cập đến những con người khôn ngoan đã tìm kiếm và chiếm hữu được những kho tàng vô giá. Sự khôn ngoan của vua Salomon. Bài đọc thứ nhất, trích sách Các Vua quyển thứ nhất kể lại vua Salomon lên ngôi kế vị vua David. Salomon biết mình còn trẻ nên thiếu khả năng. Ông biết trách nhiệm của mình rất nặng nề. Ông cũng ý thức rằng vương quyền của ông là do Thiên Chúa ban để phục vụ dân Chúa. Bởi vậy, khi Thiên Chúa bảo ông xin bất cứ điều gì, người sẽ ban cho. Vua Salomon chỉ xin một điều duy nhất, đó là sự khôn ngoan. Thiên Chúa rất hài lòng vì lời xin đó, nên người chẳng những ban cho ông sự khôn ngoan mà còn ban nhiều ơn khác nữa. Khôn ngoan chính là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng ân sủng quý giá của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan, vua Salomon đã biết cai trị, xét xử dân Chúa theo đúng ý mình. Nhờ vậy, ông đã đạt được biết bao ơn lành của Thiên Chúa, sự giàu có, triều đại vững bền, đất nước hưng thịnh, nhất là luôn được Thiên Chúa bảo vệ chở che. Điều thế gian cho là khờ dại thì đó lại là sự khôn ngoan đối với Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm sự khôn ngoan trên trời hơn là tìm kiếm sự khôn ngoan dưới đất.
chọn lựa Chúa và đi theo Ngài. Đó chính là con đường khôn ngoan dẫn ta đến kho tàng trên trời. Sự khôn ngoan của bác nông dân. Trong tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn kho tàng chôn giấu để diễn tả hình ảnh về nước trời. Chúa ví nước trời giống như kho tàng quý giá chôn giấu trong thổ ruộng, được người nông dân tìm thấy. Vì là người nông dân nghèo, phải đi làm thuê, nên mảnh ruộng ấy không phải của ông ta. Nhưng ông đã khôn ngoan âm thầm trở về nhà, bán tất cả tài sản của mình có để mua thửa ruộng ấy. Như vậy, ông đã sở hữu kho tàng quý giá một cách hợp pháp. Vào thời Chúa Giêsu ở Palestine, cuộc sống người dân bất ổn, phải luôn di chuyển chỗ ở. Nhiều người đã chôn giấu của cải dưới đất. Sau đó, có thể vì lý do dịch tễ hay loạn lạc, họ đã ra đi vĩnh viễn. Vì thế, có những kho tàng trở thành vô chủ. Người nông dân đã dám đánh đổi tất cả những gì mình có để làm chủ một mảnh ruộng tầm thường. Theo cách suy nghĩ thông thường, người ta sẽ cho rằng người nông dân kia thật khờ dại. Nhưng họ đâu ngờ đó là người khôn ngoan, vì đã biết đánh đổi một tài sản nhỏ để có được một kho tàng lớn lao. Chúng ta cũng phải hy sinh từ bỏ tất cả những gì thuộc trần gian này để đổi lấy kho tàng vô giá là hạnh phúc nước trời. Sự khôn ngoan của người lái buôn. Chúa Giêsu còn dùng dụ ngôn viên ngọc quý để diễn tả hình ảnh nước trời. Người buôn ngọc trong tin mừng chắc hẳn là người có nhiều vốn liếng, hiểu biết rộng rãi và am tường kiến thức về những viên ngọc quý. Vì thế, khi tìm được viên ngọc giá trị, ông đã trở về bán mọi của cải mình có để mua cho bằng được viên ngọc đó. Người lái buôn đã tính toán một cách khôn ngoan khi bán tài sản đi để mua viên ngọc quý. Ông nắm chắc phần lời trong tay. Có thể bề ngoài viên ngọc còn thô thiển, chưa được mài giũa nên trông thật tầm thường. Nhưng với đôi mắt tinh tường, ông nhìn thấy giá trị lớn lao của nó nằm ẩn khuất bên trong. Vì vậy, chính sự khôn ngoan sáng suốt đã giúp ông nắm được kho tàng vô giá trong tay. Nước trời là viên ngọc quý không gì sánh được, nhưng người ta chỉ có được viên ngọc quý đó nếu biết hy sinh tìm kiếm trong vất vả cực nhọc như người lái buôn kia. Nước trời cũng là viên ngọc quý chỉ có thể chiếm hữu khi người ta dám bán tất cả để mua nó. Bán đi của cải trần thế, bán đi cuộc sống tầm thường với những lỗi lầm khuyết điểm, bán đi cả những hư danh phù phiếm và những đam mê thấp hèn. Nước trời cũng là viên ngọc quý ẩn giấu bên trong cái vỏ bề ngoài xù xì thô nhám. Nước trời chưa được tỏ hiện rõ ràng trên thế gian, chỉ có những đôi mắt đức tin mới nhận ra được giá trị vô song của nước trời. Chỉ có những người khôn ngoan mới dám đầu tư tất cả cho một kho tàng đang còn ẩn giấu đó. Sự chọn lựa khôn ngoan. Hôm nay, Chúa còn kể dụ ngôn chiếc lưới cá, cũng để diễn tả hình ảnh về nước trời. Bác ngư phủ sau khi kéo mẻ cá đã ngồi trên bờ biển, lựa cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu bỏ đi. Trước hết, hình ảnh chiếc lưới chứa đựng mọi thứ cá. Cá tốt được chọn lựa, cá xấu bị loại bỏ. Diễn tả viễn cảnh ngày cánh chung, người lành được ân thưởng, kẻ dữ phải chịu án phạt. Thứ hai, hình ảnh chiếc lưới đầy cá còn nhắc nhở chúng ta phải có sự chọn lựa dứt khoát, hoặc trở nên người lành được ân thưởng, hoặc trở thành kẻ dữ bị xử phạt. Có nhiều con đường đang mở ra trước mắt chúng ta để chúng ta chọn lựa. Con đường rộng rãi thanh thang sẽ dẫn đến diệt vong. Con đường chật chội vào qua cửa hẹp
sẽ dẫn đến hạnh phúc nước trời. Chọn con đường hẹp, ta bị thế gian coi là khờ dại, nhưng lại là điều khôn ngoan đối với Thiên Chúa, vì con đường hy sinh được đánh dấu bằng những thập giá sẽ dẫn ta đến kho tàng quý giá trên trời. Ngày xưa, họa sĩ nổi tiếng người Ý Raphael, sinh năm 1983, mất năm 1520, vào một quán ăn mà trong túi không có một đồng xu. Lúc ấy, trong lòng ông đang ôm ấp một đề tài về hình ảnh người mẹ ru con. Bất chợt, nguồn cảm hứng trào dâng trong tâm trí ông. Vì không có vải, không có giá vẽ, ông liền mượn chủ quán một cái nắp thùng rượu để vẽ. Vẽ xong, ông đổi cho chủ quán lấy một bữa ăn chưa tới 100 đồng. Ngày nay, bức tranh ru con, một kiệt tác của Raphael trị giá hàng triệu đô la, đang được trưng bày ở Viện Bảo tàng Florence, nước Ý. Một kho tàng quý giá chỉ được đánh giá bằng một bữa ăn thanh đạm. Nước trời cũng là kho tàng vô giá đang ở gần chúng ta. Thế mà chúng ta không hay biết. Ta hãy xin Chúa cho ta đủ khôn ngoan để tìm thấy và chiếm hữu được kho tàng ẩn dấu ấy. Thank you.
Chúa, Chúa là gia nghiệp đời con. Ngoài Chúa ra con tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp trong cuộc sống, là niềm vui và là hạnh phúc duy nhất của đời con. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu, xin được đáp lại.